xin chào tất cả các bạn. Và đây là chương trình Tết Talk Tết Song. Và tại đây thì chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện chân thật nhất về Hugh Gen Z qua những bài hát quen thuộc và chủ đề ngày Tết. Và còn gì hơn khi mà chúng ta có thể được ngồi nhiều chuyện với nhau chút xíu về ngày Tết này, phải không nào? Và đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay thì Cindy Đan Ngọc xin chào đón một bạn sinh viên y khoa rất là dễ thương luôn. Xin chào đón cô bạn Ngô Ngọc Huyền Trân. Dạ, và... chào chị. Ừ, rồi Trân gửi lời chào quý khán giả nha. Dạ, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Tết Talk, Tết Song trên fanpage của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Cảm ơn Trân rất nhiều. Và các bạn thân mến, chắc là ngày Tết của bạn đã trải qua rất là thú vị với những câu chuyện rất là hay ho, phải không nào? Và chắc chắn là các bạn cũng đã nhận được rất là nhiều tiền lì xì nữa. Vậy thì ngại gì, hãy comment ngay dưới video để cho Trân và Ngọc được biết nha. Và đừng quên hãy tag bạn bè của mình và share liền tay chương trình Tết Talk Tết Song cho Hugh nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Tết Talk Tết Song. Mình là Cindy Đan Ngọc và đây là cô bạn rất là dễ thương Ngô Ngọc Huyền Trân. Và trước khi mà mình bắt đầu cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì đầu tiên không biết là Trân có thể chia sẻ với Ngọc những cái chuyện, những cái hoạt động mà bạn đã làm trong ngày Tết không? Dạ, thì với em và với Gen Z nói chung, ngày Tết của tụi em cũng có những cái nét đặc sắc riêng. Tất nhiên là sẽ có những cái không khí quây quần bên gia đình. Gen Z của tụi mình còn tích cực hơn, năng động hơn và chia sẻ những cái điều tích cực trên Facebook, trên TikTok và tất cả các phương tiện truyền thông. Thì đó cũng là một phần góp ngày Tết của mình thêm sinh động và thêm nhiệt huyết hơn. Nghe Trân nói như vậy là chắc chắn là Tết này là cô nàng đã rất là up trên Facebook hay là Instagram rất là nhiều hình ảnh của mình, phải không nè? Có ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trò chơi của mình ha. Thì ở đây là hai phong bì lì xì, trong đây sẽ chứa hai lời bài hát của hai bài hát khác nhau và Trân sẽ chọn một trong hai. Sau đó khi mà mở phong bao lì xì ra thì Trân sẽ phải hát mà bài cái đoạn nhạc có của cái bài hát này. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bốc thăm nha. Ok. Em hát cái này đi. Ok, em rồi. Em rất bình yên. Ok. Ok, rồi em mở ra cho mọi người nha. Xem thử thách của chương trình là gì đây. À, chuyện cũ bỏ qua của ca sĩ Trúc Nhân. À, ai chuyện cũ bán không? Thì em nghĩ là Tết thì cũng sẽ có những cái phút giây quây quần bên gia đình, người ta nói với nhau, chia sẻ với nhau về những điều đã qua, về những chuyện cũ ở trong năm cũ, để từ đó người ta rút thêm kinh nghiệm và có thể thêm bài học trong năm mới, thì có một cái sự chuẩn bị tốt hơn. Thì em cũng rất là thích bài này. À, vậy thì bởi vì là em thích như vậy nên là bây giờ thử thách của chương trình là muốn em hát cái đoạn mà có ở trong cái tờ giấy này. Dạ chị, em thích bài này nhưng mà em thích cái đoạn khác được không chị? Hát hả? Chết rồi, bây giờ ban tổ chức có ok không ta? Thôi vậy đi, ban tổ chức sẽ đồng ý cho bạn là hát một đoạn khác của bài chuyện cũ bỏ qua. Mình thích mà đúng không? Đúng rồi, mình thích, mình đam mê là mình làm thôi. Ok, rồi xin mời Trân. Chuyện cũ mình bỏ qua qua, vây về cùng cười lên ha ha. Cười như em vậy đó. Gì đó, câu ca hòa chung tiếng với mọi nhà. Rồi. Ta 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 ha ha ha. Ta 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 ha ha. Đó, vậy đó. Dạ. Rồi, cảm ơn Trân rất là nhiều, một cô gái rất là dễ thương. Vậy thì bởi vì là chương trình đã đồng ý cho bạn hát một đoạn khác cũng thuộc bài chuyện cũ bỏ qua nên là mình sẽ không có hình phạt nha. Dạ. Thì đến với bài chuyện cũ bỏ qua thì cho Đan Ngọc hỏi là khi mà bạn đã từng xem cái MV này chưa? Dạ có ạ. Có rồi, vậy thì khi mà bạn xem MV bạn có cảm xúc gì về cái câu mà anh Trúc Nhân nói là chuyện cũ bỏ qua không? Dạ thật sự thì đối với em, chuyện cũ mình bỏ qua nhưng cũng không hẳn là bỏ qua, bởi vì nhờ có những chuyện cũ mình mới có thêm những bài học, mình mới đúc kết những nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống để mình trở nên hoàn thiện như bây giờ. Và đôi khi chúng ta cũng cần bỏ qua những cái chuyện cũ trong cuộc sống để mình trở nên tích cực hơn, năng động hơn và có thể lạc quan hơn trong cuộc sống, mình nhìn thấy những điều tốt đẹp. Còn những chuyện cũ thì mình nên bỏ nó qua một bên, mình nên tận hưởng những cái phút giây hiện tại. Dạ. Vậy thì đối với Trân á, chuyện cũ là bao gồm hàm ý là tích cực, tiêu cực hay là chỉ một trong hai cái thôi? Dạ, thật ra thì
mỗi cuộc sống của con người sẽ có một cái cuộc sống khác nhau. Và tất cả chuyện cũ thì đôi khi nó cũng là những điều tốt đẹp trong cuộc sống, những cái kỷ niệm. Giống như em ngồi đây hôm nay em nói chuyện với chị nè, thì đó cũng là, nhưng mà sau này em nhìn lại thì đây cũng là một cái chuyện cũ đáng để em nhớ, chứ không hẳn là bỏ qua. Đúng rồi. Cũng có những cái chuyện cũ như là những cái điều không vui, những cái điều không có được tích cực trong cuộc sống, thì những điều đấy thì mình nên bỏ qua và mình nên sống trọn vẹn trong phút giây hiện tại. Vậy thì trong bài Chuyện Cũ Bỏ Qua, anh Trúc Nhân có viết một câu là tôi thu mua chuyện cũ. Vậy thì nếu như em có cơ hội để bán cái chuyện cũ của mình thì em sẽ bán chuyện gì? Dạ em sẽ bán những chuyện tốt đẹp. Chuyện cũ không vui thì mình cũng không nên giữ cho riêng mình, nhưng mà mình nên bỏ nó qua một bên. Còn chuyện mới thì mình chia sẻ với mọi người để mọi người cùng mình tận hưởng cái niềm vui đó. Wow, một câu trả lời rất là thông minh phải không quý vị? Vậy thì sẵn đây cho Đan Ngọc hỏi, bạn có thể chia sẻ về một câu chuyện cũ hài hước nhất mà bạn đã từng có không? Dạ có ạ, ngay đây luôn ạ. Sảnh lầu 1 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng luôn ạ. Đó là một chuyện cũ rất là đáng nhớ của em và chuyện đó cũng chấn động một thời luôn ạ. Lúc đó thì em có tham gia một cuộc thi ở trường, và sau khi đi lên cầu thang mà mấy chục bậc nổi tiếng của mình đó, thì em có bị vấp vào một cái cầu thang. Và lúc đó thì em mang đôi giày cũng khá cao, cho nên là em đã bị xước móng chân ngay đó mà em không biết luôn. Em thấy một cái gì đó nó văng lên trời thôi. Trời. Em chỉ thấy một cái gì đó nó văng lên trời và em không có biết gì hết. Em vẫn tiếp tục em đi tiếp, em đi bước vô đây, em bước vào đây. Xong mà mấy anh chị mới nói, ủa Trân, cái chân em bị cái gì vậy? Xong em mới nhìn xuống, trời ơi máu không chị, máu không. Và cái điều mà em bất ngờ đó là cái móng em nó không còn nữa, là nó bị bật lên ngoài luôn, nó bị văng lên một cái luôn. Vậy chắc là em rất là đau phải không? Dạ, và điều đó cũng sẽ nó đau lắm chị, nhưng mà nó không có đau liền đâu, mấy ngày sau mới nhức. Dạ, và thật là may mắn khi mà cái móng mới kia nó mọc ra. Nhưng mà sau đó thì em có ai để mà cấp cứu cho em tại cái thời điểm đó không? Thật sự thì anh chị trường của mình rất là nhiệt tình và rất là thương. Và mọi người lúc đó là nhớ nhau hết, rồi mọi người đi mua thuốc, rồi mua băng bó này kia, mua thuốc giảm đau cho em, rồi này kia, rất là thương quá. Em. Và sau cái lần đó thì thật sự đó là một chuyện cũ, nhưng mà sau cái chuyện đó thì em đã học được một bài học là đừng bất cẩn, có vui vẻ, có tung tăng quá thì cũng nên cẩn thận đi, phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn đường. Chứ không có băng như vậy nữa. Và chú ý sức khỏe của mình nha mọi người. Đây một bài học, một câu chuyện cũ của bạn Trân, là một câu chuyện rất là đáng nhớ. Và khi mà Đan Ngọc nghe thì cũng cảm thấy xót cho cô nàng này nữa, là tại vì cơ bản khi mà mình bị xước, bị trầy thôi là mình cũng đã thấy rất là đau rồi. Còn huống hồ chi là cô bạn của mình còn bị mất nguyên một cái móng chân nữa, và một thời gian cũng bao lâu thì nó mới lành lại được? Dạ, tầm 3 tháng á. Rất là lâu. Từ từ lên. Rất là lâu. Yeah, nhưng mà bây giờ thì đôi chân của em lại được đẹp lại trở lại rồi phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Vậy thì đó là kết thúc cái phần đầu tiên, cái phần chia sẻ. Và tiếp đến một cái phần vui vẻ không kém. Đó là một phần em yên tâm đi, ngày Tết này mình không làm một cái gì có thể là áp lực đến khách mời đâu. Tiếp theo mình sẽ có một cái mini game. Và trong cái thùng này á thì nó sẽ có 15 cái lá thăm. Trong 15 lá thăm đó chúng ta sẽ có 15 từ khóa tương ứng với lại 15 bài nhạc khác nhau. Và khi mà em bóc cái lá thăm đó lên, em đọc cái từ khóa và em sẽ phải hát một cái bài nào mà có chứa từ khóa đó. Và em sẽ phải đạt được 80%, có nghĩa là từ 10 đến 12 từ khóa thì em mới chiến thắng được hết này. Dạ. Ok. Rồi, bắt đầu. Bây giờ mình bắt đầu. Chúc mừng. Quá. Dạ. Mình sẽ chúc mừng cho bạn Trân thật may mắn nha. Rồi, xin mời Trân. Em tung em xin phép được sốc sốc như là sốc lô tô nha mấy anh chị. Dạ. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, thời gian của mình sẽ bắt đầu trong 3. Khoan, thời gian 2 phút nha. Đúng rồi, thời gian của mình sẽ có 2 phút. Thời gian của mình sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. 5. Xuân mang tình yêu tới cho thêm một năm mới. You just say you do. Ngày mai có bao nhiêu niềm vui. Trời, cô bé này giỏi nhạc quá à, bà nào cũng biết. Bay phép màu. Chị đi. Thất
bại đi về nhà, thành công đi về nhà. À, chờ chờ anh nhé, chờ mùa đa 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 đa. Chờ anh nhé. À, từ đầu từ đầu. À, yêu lại từ đầu. Oh, bỏ lại. Ok, giỏi quá. Xanh ngời, dạ không biết. Dạ nghe. Nghe em hát câu dân ca xong mà lòng anh thương quá. Đó, đừng đừng hỏi em vì sao. Đà 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 đà. Nghe chăng? Dạ không biết. À, nụ cười. À, dạ không biết. À, trở về. Dạ cũng không biết. Dạ dạ. À, vạt nắng. Dạ cũng không biết ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại, mình sẽ còn 30 giây nữa để tiếp tục nha. Hãy cố lên. Vẽ đen một nụ cười, vẽ thêm một trời yêu thương. Phép màu vạt nắng. Con kia giọt nắng bên thềm này không biết. Trở về. Trở về. Trở về. Không có nhắc bài được, dường như chị rất muốn nhắc nhưng mà không nhắc được. Dạ thôi hết giờ rồi chị, em cũng 14 từ, em 11 3, từ 2, rồi. 1, dạ. Hết giờ. Thời gian cũng đã hết rồi và cô nàng Huyền Trân của chúng ta quá giỏi luôn phải không các bạn? Khi mà đã trả lời được 11 trên 15 cái keyword. Wow, thật là xuất sắc luôn á. Đổ mồ hôi hột luôn á chị, dạ. Trời ơi, chị rất là muốn cho dành tặng cho em một cái thử thách khác nhưng mà em giỏi quá. Nên là mình sẽ đi tiếp tới một cái mini game tiếp theo. Cái này thì chị nghĩ là sẽ trả lời nhanh thôi vì đây là trò chơi This or That. Nên là chị sẽ đưa cho em hai lựa chọn và em sẽ pick một trong hai cái. Ok, sẵn sàng chưa? Dạ. Ok, rồi mình sẽ bắt đầu với từ đầu tiên. Mứt dừa với hạt dừa. Dạ, mứt dừa. Ok. Bánh tét, bánh chưng. Dạ, bánh tét. Ngày Tết hay là ngày bình thường? Dạ, ngày Tết. Ngày Tết. Khôn quá. Tết chứ. Đi lì xì hay là được lì xì? Dạ, được lì xì. Cái này em nói nhanh lắm chị. Quá dễ thương. Rồi có người yêu hay là độc thân? Dạ có người yêu. Có người yêu hả? Dạ. Trời ơi, ai cũng mong muốn có người yêu hết. Có mọi người ơi. Đi, mọi người. Hạt hạt dưa hay là hạt hướng dương? Dạ hạt dưa. Hạt dưa, không thích ăn hướng dương hả? Em chưa ăn hạt hướng dương. Nhưng mà ngon lắm, ăn thử đi. Dạ, để em ăn thử. Ok, ở nhà hay là đi du lịch? Dạ, đi du lịch. Đi du lịch hả? Không chịu ở nhà hả? Ở nhà cũng vui mà. Ở nhà nguyên năm rồi. Ok, vậy là cuối cùng mình sẽ có từ là chợ Tết hay là viếng mộ. Từ này nó thấy từ này nó viếng mộ đi. À không, mình còn nữa em. Viếng mộ, ok. Vậy thì dậy sớm hay là dậy trễ? Dạ dậy trễ. Nhưng mà đi học sớm mà. Thì ước mà chị, okay. Ước thì ai cũng ước được dậy trễ. Rồi, mà. Và câu hỏi cuối cùng là mứt gừng hay là mứt dừa? Dạ mứt dừa. Ủa sao không thích ăn mứt gừng hả? Dạ mứt gừng nó cay lắm chị, mà đầu năm mình ăn những cái cay đắng thì mình cũng sẽ. Mặc dù là gừng nó có một cái là nó giải cảm rất là tốt và nó cũng đưa thêm một cái dư vị trong cuộc sống. Nhưng mà Tết thì em thích những cái điều ngọt ngào hơn. Em thích mứt dừa. Đúng rồi, thật ra Ngọc hỏi như vậy thôi chứ bản thân Ngọc cũng sẽ chọn mứt dừa mọi người ơi. Tại vì mứt dừa ăn nó rất là mùi, rất là ngọt ngào để cho mình có một cái năm mới, mọi thứ nó sẽ suôn sẻ phải không nào? Và trước khi kết thúc chương trình thì Trân hãy gửi một lời chúc đến quý vị khán giả nha. Dạ, thì nhân dịp năm mới em xin chúc tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn đang xem, đang theo dõi chương trình tại fanpage của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có một năm thật nhiều sức khỏe, bình an, bởi vì năm cũ mình đã mất mát quá nhiều vì dịch bệnh Covid rồi. Thì vạn sự như ý, các bạn sinh viên thì qua môn đều đều lúc nào cũng được loại A hết. Và xin chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, vạn sự như ý, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trên con đường của mình đã chọn. Cảm ơn Trân rất là nhiều bởi vì những cái lời chúc rất là ngọt ngào và chắc chắn những cái điều này là ai cũng mong muốn đạt được trong năm 2022. Yeah. Và Cindy Đan Ngọc thay mặt ban tổ chức xin gửi lời chúc đến Huyền Trân, sẽ chúc cho Trân có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nha. Yeah. Cảm ơn Trân ngày hôm nay đã nhận lời mời tham gia chương trình. Yeah. Và Cindy Đan Ngọc, Huyền Trân xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Yeah. Bye bye mọi người.